Chào cả nhà, hôm nay thì kênh Thai TV xin cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn một cái kết quả hiệp 1 trận đấu giữa U19, U16 Việt Nam gặp U16 Indonesia trong khuôn khổ trận chung kết vòng chung kết U16 Đông Nam Á 2022. Như vậy là trận đấu vừa mới kết thúc hiệp 1 nha quý vị. Và hiện tại bây giờ thì chúng ta đã bị Indonesia dẫn với tỷ số là 1-0. Và chúng ta còn một cái hiệp 2 để mà có cái cơ hội và gỡ hòa lại hoặc giả là có bàn thắng vươn lên dẫn trước nha quý vị. Trong cái suốt cái hiệp 1 thì chúng ta đá tốt hơn so với lại là Indonesia. Chúng ta có tới 5 cơ hội và chúng ta có tới 7 cú dứt điểm về phía khung thành của Indonesia. Trong đó là có 2 cú đánh đầu trúng cầu môn và gây được rất là nhiều nguy hiểm cho Indonesia. Còn phía Indonesia thì họ chỉ có một tình huống dứt điểm và tình huống đó đã có bàn thắng cho Indonesia. Đây là một cái kết quả có thể nói là rất là mất công bằng giữa hai cái thế trận giữa đôi bên. Chúng ta đã đá hay nhưng mà chúng ta thiếu may mắn. Còn Indonesia họ chỉ có một tình huống và họ đá, nói chung là họ đá gần như là lép vế đối với lại là U16 Việt Nam của chúng ta đấy. Nhưng mà họ có một cơ hội và họ tận dụng tốt cái cơ hội đó và họ đã có cái niềm vui đầu tiên và bàn thắng đã đến với họ trong hiệp 1. Và chúng ta hy vọng rằng 45 phút của hiệp 2 chúng ta ít nhất chúng ta phải có bàn thắng gỡ hòa. Và tôi tin chắc rằng các cầu thủ trẻ U16 Việt Nam của chúng ta sẽ có bàn thắng gỡ hòa trong hiệp 2. Quý vị tin tôi đi. Quý vị dự đoán như thế nào? Hãy comment phía bên dưới video này. Video đến đây là kết thúc. Quý vị và các bạn hãy cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để đón nhận những cái video tin tức mới nhất từ kênh Thái TV. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái thiết bị live stream thì hãy liên hệ với Thái TV qua hai số điện thoại 0939732349 hoặc giả là số Zalo 0939315461 để được tư vấn miễn phí và giảm 20%. Giá trị sản phẩm đối với tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký kênh, ủng hộ kênh Thái Hải TV vừa qua. Và bây giờ xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn những cái thông tin sau. Xin chào.